Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Khi nào lên sau tiếp. Đây, nói chung là vừa rồi cũng có anh em bảo giao dịch soi set đồ, nhưng mà ông kêu là đợi set đăng ban rồi soi luôn. Nhưng mà tầm này thì Khải nghĩ thì với set đồ này cũng đáng phải soi nữa, tại vì một ạc giáo đan mà mang set năm hành như thế này thì Khải thấy quá là đẹp rồi. Ngựa đập lên công năm hết 15 triệu rồi. À, quá ghét đấy. Anh em cùng xem sơ qua đây. Con ngựa này hiện tại ổng là con ngựa vĩnh viễn anh em, ổng đập lên 7 luôn rồi, ghê thiệt. Ngựa này vĩnh viễn đúng không? Ngựa này vĩnh viễn cộng 7 à. Đây này anh em. Gốm nhờ. Ổng đập lên cộng 7 luôn nè, anh này. Đập cộng 7 mà mới cộng 5 là bay 15 củ vậy. Bay 15 bữa tôi nói trả 15-20 không bán nữa. Gơ thì ai gơ này anh em không. Ngựa hồi đập lên cộng 5 tầm 15 triệu rồi. Ngựa chưa đập tụi nó trả 15-20 triệu. Quá gắt. Chúng ông này xích đồ phải đẳng cấp nè. Là Antana nè. Antana như trước anh em có biết thì top 1 server. Tầm này thì chưa cập nhật hạng hay sao nè. Không biết cập nhật hạng chưa mà sao đến bây giờ thì vẫn chưa cập nhật. Ông cũng anh em vinh rồi mà, ông anh em vinh rồi mà chưa cập nhật đó. Chắc là chưa cập nhật hàng ấy, anh em vinh bên dưới rồi nè. Chứ ông là theo anh nghĩ ông là người sở hữu con bông tiêu đầu tiên, người sở hữu con bông tiêu đầu tiên server đó là con 100 bông tiêu 120 này là đã người ta đã trả giá 15 triệu không bán rồi. Ông đập lên công 7 luôn rồi, ghét không? Vãi rồi. Cái con ngựa này thì theo Khải nghĩ nó khác với cả 7 này, nó phải trên 25 triệu nè. Trên 25 triệu á. Chắc chưa? Mới nãy mới tính con ngựa thôi. Giờ đây coi coi. Dây chuyền ăn ban 20. Dây chuyền ăn ban 20 thì theo Khải nhớ không lầm là ổng có mua một người nào đó mở ra với giá mười mấy triệu nè. Mười mấy triệu, 15 triệu hay 10 triệu đó Khải không nhỏ không rõ. Nhưng mà tầm này thì Khải nghĩ nó cũng rẻ rồi. Tầm này chắc cũng được 10 triệu hơn. Nói chung là mới con ngựa với cái này không đã 35-40 triệu rồi nè, thấy chưa? Con ngựa 25 triệu trung bình đi, còn giá thì không biết bao nhiêu nhưng mà Khải nghĩ nó sẽ hơn 25 triệu. Dây chuyền hai món không đã 30 mấy triệu rồi. Đang sở hữu một cây vũ khí này hồi ông mua là 5 triệu nè, lôi sắt nội công 97 dòng 1, quá chất lượng. 5 triệu cây vũ khí nữa, anh em thấy chắc chưa? Rồi, cái áo này thì server thì 40-40 thì nó dao động khoảng tầm 1 triệu đến 800 nghìn. Thì ông mua bao nhiêu thì mình không rõ. Cái nón 30. Ôi, lấy chón 30 sinh lực cao, chứ không có gì cả. Chón 30 sinh lực cao thôi. Thủy. Thủy không kích mà cũng mang ta. Không kích nè, cái này chỉ lấy sinh lực cao thôi. Dùng chón 30 không kích được. Nếu mà lúc trước ông mang cái áo định quốc thì mới ra kích. Còn cái nón này chỉ mang được lái sinh lực thôi. Sinh lực 170 thôi. Chón không kết được nha. Bờ tay chón 30, kháng hỏa 18. Sinh lực 90, cháu và nội lực. Ngọc bội 17-20, sinh lực cao. 17-20, sinh lực 126. Nhẫn, sinh lực 159. Giày sinh lực 157. Sức đồ này thì sinh lực khá là cao. Đai lưng cắn lôi 29 và sinh lực 81. Nhẫn 20 cắn lôi và sinh lực nỗ lực. Nói chung là set đồ này thì đẳng cấp nhất vẫn là con ngựa nè. Hiện tại ông đang nói là chuẩn bị lên set đăng ban rồi thì lúc đó sẽ soi đồ lại đó. Và anh em có gì đợi video sau khi Athena lên set đăng ban Khải sẽ soi lại anh em xem nha. Trong set đồ này tổng giá trị cũng gần 40 triệu nè, hơn 40 triệu không biết đâu. Ngựa này 25 đi, cái này 5 đây là 30. Rồi 10 giá chiền này 10 nữa là 40 triệu rồi nè. Đó. Còn những món lẻ tẻ bên ngoài này thì Khải không tính ấy, chưa tính ấy. Là set đồ này là trên 40 triệu là cái chắc rồi nè. Trên 40 triệu. Sau khi ổng lên set đăng ban thì Khải sẽ soi lại anh em xem sau nha. Bây giờ thì chỉ xem như thế này thôi nè. Top 1 cái võ đan. Bây giờ lên cấp nhiều rồi. 125 rồi, anh em thấy không? Ổng đang top 1 server ấy, 125 anh em hiểu rồi, thấy chưa? 125 không phải đơn giản tại vì trên này chưa cập nhật. Đó, trên này mới hạng 6 nhưng mà mới 121 thôi. Top 1 anh em, ạc này top 1 server ấy.
Tại vì hôm trước ông top 1 server và ông cách biệt bên dưới là 2 cấp lần em. Có 2 cấp lần và ông sở hữu bông tiêu 120 đầu tiên server. Trong bạn này top 1 server ấy. Rồi, nói chung anh em xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha. Đừng quên ủng hộ cho Antana một like chia sẻ luôn nha anh em. Khải cũng xin phép off video và off luôn livestream nhé. Cảm ơn anh em đã xem livestream rất nhiều. Bye bye.